Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Dạ thì hôm nay em được chính chủ nhà gửi bên em quay bán một mảnh đất kèm nhà hướng Tây Bắc, nằm tại vị trí là ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thì mảnh đất kèm nhà em giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình có chiều ngang là 9m, sâu xuống 50, có sẵn 100m thổ cư. Chủ nhà mong muốn bán với giá là 1 tỷ 050 triệu, gặp trực tiếp chủ nhà nha quý cô chú anh chị mình. Dạ thì trong thời gian theo dõi video bên em, quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư thiện chí với cái mảnh đất kèm nhà hướng Tây Bắc em đang quay đây, thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779, đều là số điện thoại và Zalo của em hết nha. Thì cả nhà có thể kết bạn Zalo để em gửi hình ảnh, sổ sách và vị trí mảnh đất kèm nhà cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát ha. Bây giờ em xin được phép giới thiệu qua cái sổ đỏ cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát ha. Hiện tại là em đang cầm cái quyển sổ trên tay này cả nhà mình. Đó, đây là hình sổ của mình ha. Còn vị trí lô đất của mình là ở đây luôn, là nằm tại ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, được chính chủ nhà gửi bên em quay bán. Đất của mình ở đây thì đã có sẵn 100m thổ cư rồi ha. Dạ thì bây giờ em sẽ giới thiệu về con đường, đường điện, nhà cửa và ranh giới cho mình cùng quan sát ha. Dạ đây thì là căn nhà trước màn hình em quay và giới thiệu cho quý cô chú anh chị. Còn theo cái tuyến đường ngược lại đây, từ đây mà di chuyển lại chỗ nhà em á, là khoảng 200m nha quý cô chú anh chị. Thì nếu quý cô chú anh chị đã di chuyển tới nhà em là sẽ biết được vị trí và địa hình của cái mảnh đất kèm nhà em đang quay và giới thiệu đây. Nếu mà mình chạy thẳng con đường đây nha cả nhà mình, đã có bóng đèn đường, đường điện, khu dân cư là cực kỳ đông đúc và an ninh nha cả nhà mình ha. Cả nhà mình nhìn giúp em này, đây là đường hôm nay là địa chính vừa đi kẻ lại lần thứ hai, đường mình chuẩn bị mở rộng nha cả nhà. Đó, và chạy vòng khoảng 200m nữa là sẽ tới nhà em và khu chợ nhỏ nằm ở ngay cái ngã ba đó. Còn theo tuyến đường ngược lại đây là sẽ di chuyển ra trung tâm trường chợ trạm của xã Thiện Hưng, sẽ rơi vào bán kính là 3,5 km ha. Dạ thì bây giờ em sẽ chỉ ranh giới đầu đuôi cho cả nhà mình cùng quan sát sau nha. Thì từ cái ranh giới đây, mình chạy thẳng xuống phía dưới của mình là được 50m. Chạy cái mặt tiền này của mình là được 9m, gồm một căn nhà ở trên đất và đã có sẵn 100m thổ cư. Sổ thì cũng như em đã quay và giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát ha. Thì từ vị trí mảnh đất kèm nhà hướng Tây Bắc, em quay cho quý cô chú anh chị mình xem. Nếu từ thành phố Hồ Chí Minh, quý cô chú anh chị mình di chuyển lên là 170 km, còn từ Bình Dương mình di chuyển lên là 150 km. Quý cô chú anh chị mình sẽ di chuyển theo quốc lộ 13 ha, là mình đi từ Bến Cát, Trơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Thanh Hòa, Thiện Hưng. Miếng đất của em nằm tại ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đó. Còn từ Đồng Xoài lên trên em là 70 tới 60 km thôi ha. Còn ranh giới là giữa hai cái nhà đây, từ của mình đây là chạy thẳng xuống. Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong nhà và ra đường sau để cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát luôn nha. Dạ thì đây là hiện tại em đã di chuyển vào trong căn nhà. Thì trước màn hình của quý cô chú anh chị là phòng khách và kế tiếp là hai phòng ngủ nha quý cô chú anh chị mình. Và mình đi xuống nữa đó là nhà tắm, nhà vệ sinh và phòng bếp của mình. Thì từ đây mình nhìn ra cái mặt tiền lộ nhựa là hướng Tây Bắc ha quý cô chú anh chị mình. Thì mảnh đất kèm nhà em quay và giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình là có chiều ngang 9, sâu 50, đã có sẵn 100m thổ cư. Đó, và đã có nhà cửa xây rất là kiên cố, điện wifi đầy đủ nha. Nhà mình là có 3 phòng hả anh chị? 3 phòng đó. À 3 phòng. Chị ơi chị bán là chị mang đồ đạc hết đi đúng không? Đúng rồi, mang hết đồ đạc đi. Dạ. Ý là bây giờ em có quay cho khách xem luôn là cái nhà này chị mong muốn bán giá bao nhiêu. Là em có lúc nãy em mình có thống nhất là 1 tỷ 050 đó. Đúng rồi. Thì cái này là gặp trực tiếp chị đúng không? Đây là đúng giá, đấy là giá chốt rồi đấy, nhà mong
muốn của gia đình bán này được 1 tỷ 050 bán. Dạ, dạ, ok, vậy em quay rồi có gì khách hàng em liên hệ chị. Đây ha, em sẽ quay đằng sau. Dạ dạ, đây là công trình phụ, mình sẽ quý cô chú anh chị cùng chịu khó quan sát hết ha. Nhà cửa là của chị mới xây luôn nha cả nhà. Đó, là gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh đầy đủ ha. Bây giờ cả nhà cùng chịu khó di chuyển với em ra đường sau để em quay cái phía đằng sau cho cả nhà mình cùng xem nha. Còn đây là phía trước của mảnh đất kèm nhà của mình. Đó, phía trước là dân cư, nhà cửa đây cả nhà. Dạ, thì đây là cái khoảng đất mà chủ nhà trừ ra để mình sinh hoạt ở bên hông nha cả nhà mình ha. Dạ, nãy giờ thì em xin được phép nhắc rõ là cái lô đất của em nằm tại vị trí là ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chiều ngang của mình là 9m và sâu xuống 50, đã có sẵn 100m thổ cư. Chủ nhà bán hết với giá mong muốn là 1 tỷ 050 triệu ha. Bây giờ cả nhà cùng chịu khó di chuyển hết ranh giới với em nha. Đó, đây. Đằng sau của mình là chủ nhà đã. Đây, toàn bộ là ranh giới của mình. Dạ thì từ thành phố Hồ Chí Minh quý cô chú anh chị mà di chuyển lên trên em đó là sẽ dao động là 170 km nha. Còn từ Bình Dương lên trên em là 120 tới 140. Và đây là cái vị trí thứ hai, đằng sau đuôi của mình đã được địa chính vào đo đạc cắm mốc cắm danh nha quý cô chú anh chị mình. Dạ thì cái mảnh đất kèm nhà em đang quay cho quý cô chú anh chị mình xem đây là sẽ bán theo hiện trạng nha cả nhà mình ha. Tại vì chủ nhà xưa giờ ở vậy đó là sẽ bán theo cái kiểu đúng hiện trạng của mình. Đó, nên khi quý cô chú anh chị lên mua và bán, mình sẽ gặp được chính chủ và xem sổ sách xong là chủ nhà bán nguyên cái hiện trạng là nhà cửa và đất như thế này cho mình. Nên quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 032 9393717 nha. Bây giờ em sẽ di chuyển lên cho phần trên và di chuyển chạy dọc lại chỗ nhà em để cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát được khu dân cư và những quán xá tấp nập ha. Đây là em đang đi bên cái hông lúc nãy của nhà mình này. Lúc nãy là em đang đi bên kia ha. Bây giờ là em đang đi ở bên hông trái và hông phải của hai bên cái nhà của em đang quay cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát. Thì để về nói về cái mật độ trung bình nhá, nếu mà nói về nguồn đất ở đây á, ha, thì đất chỗ em đây là ít nhất cũng phải anh chị cũng phải biết 8-90 triệu trên 1 mét ngang rồi. Thì cái lô đất của mình ở đây là đã có là được 9m mặt tiền đường liên xã đây và tổng chiều là 50, đã có sẵn 100 thổ cư kèm một căn nhà mới xây tuyệt đẹp đây. Chủ nhà bán hết chỉ có 1 tỷ 050 triệu nha quý cô chú anh chị. Thì cả nhà nhanh tay liên hệ trực tiếp với em để mình mua được đất chính chủ và giá chưa qua đầu tư ha. Bây giờ cả nhà cùng di chuyển lại cái chợ nhỏ cùng với em nha. Dạ thì đây là cái mảnh đất kèm nhà hướng Tây Bắc em quay cho quý cô chú anh chị mình xem ha. Bây giờ em sẽ di chuyển lại chỗ nhà em, mời quý cô chú anh chị di chuyển cùng với em để mình nắm bắt được khu chợ nhỏ cùng với dân cư đông đúc ở đây nha. Và đây là đang có địa chính đo đạc để mở đường luôn này cả nhà mình. Đó, đường ở đây là đang mở rộng nha quý cô chú anh chị. Dạ thì đường của mình là đang kẻ vạch để mở rộng hết nè quý cô chú anh chị mình. Và con đường của mình là đường liên xã sẽ mở rộng là 12m nha cả nhà mình ha. Dạ thì trong thời gian theo dõi video bên em rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của quý cô chú anh chị. Cả nhà có thể bấm ủng hộ em bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký. Và em mời quý cô chú anh chị bấm trực tiếp vào kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để theo dõi về những video em quay về đất nền, đất xào, đất kèm nhà cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát nha. Đây là trên con đường hàng quán tạp hóa khu chợ nhỏ của ấp Phước Tiến, đồng thời là chỗ nhà em ở luôn.
thì khi quý cô chú anh chị mà chạy lên là sẽ được biết nhà và em sẽ mời lại nhà để cho mình yên tâm về biết được nhà cửa và nguồn gốc của mảnh đất em quay cho quý cô chú anh chị mình nha. Và mảnh đất kèm nhà hướng Tây Bắc em quay cho quý cô chú anh chị mình xem đây. Chủ nhà đảm bảo là đất không tranh chấp, không quy hoạch nha quý cô chú anh chị mình. Đây là em quay tầm vào giữa trưa này. Chứ nếu mà buổi sáng là ở đây khu dân cư mình buôn bán đông và tấp nập, sẽ có hàng quán tạp hóa, tiệm hớt tóc, tiệm nước và rất nhiều nữa nha cả nhà. Đó, còn đây là chuẩn bị tới nhà em này. Dạ thì đây là nhà em ha. Thì đến đây em cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Hẹn gặp quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư vào những video tiếp theo của em nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ em.